Tiếp theo sau đây sẽ là phần tin quốc tế, mở đầu với Julie. Ukraine phản bác lệnh ngừng bắn của Nga. Ukraine gọi lệnh đơn phương của Nga về ngừng bắn 36 giờ đồng hồ bắt đầu từ hôm nay là một mánh khóe. Trong khi lãnh đạo Hoa Kỳ và Đức công bố họ sẽ gửi xe bọc thép để giúp chính quyền Kiev. Chương trình vũ khí của Hoa Kỳ sẽ bao gồm khoảng 50 xe Bradley, một phần trong chương trình viện trợ an ninh tổng trị giá khoảng 2.8 tỷ đô la. Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói rằng ngay lúc này chiến tranh ở Ukraine bước sang giai đoạn quan trọng. Hoa Kỳ phải làm tất cả những gì có thể để giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Theo tuyên bố chung hôm thứ Năm, từ Tổng thống Biden và Thủ tướng Olaf Scholz nước Đức sẽ viện trợ xe bọc thép Marder. Hai nước đồng ý huấn luyện binh lính Ukraine cách sử dụng. Nước Đức cũng sẽ viện trợ một hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đất nước đã ghi số thành công trên chiến trường kể từ khi lực lượng Nga xâm lược hồi tháng 2, nhưng đề nghị các đồng minh giúp vũ khí hạng nặng hơn. Tổng thống Ukraine Zelensky phản bác một lệnh của Nga về ngừng bắn trong dịp Giáng sinh chính thống giáo từ trưa hôm nay và kết thúc nửa đêm thứ Bảy. Ông gọi đây là một mánh khóe để cản trở lực lượng Ukraine ở khu vực Donbass và để Moscow đưa thêm lực lượng đến. Trong bài phát biểu tối thứ Năm, ông Zelensky nói rằng phía Nga nay muốn sử dụng Giáng sinh làm bình phong, mặc dù là ngắn hạn, để ngăn chặn binh lính Ukraine ở Donbass, đồng thời đưa thiết bị, vũ khí và binh lính đến gần các vị trí của Ukraine hơn. Giáo hội Chính thống giáo Nga mừng Giáng sinh trong ngày 7 tháng 1. Giáo hội Chính thống giáo Ukraine được công nhận là độc lập từ năm 2019 và phản bác ý niệm trung thành với thượng phụ Moscow. Anh Quốc sẽ giới thiệu dự luật để hạn chế đình công trong các ngành quan trọng. Anh Quốc sẽ giới thiệu dự luật để đảm bảo các dịch vụ công quan trọng duy trì ở mức an toàn, tối thiểu trong cuộc đình công. Khi mà chính phủ tìm cách hạn chế gián đoạn từ các cuộc đình công của hàng chục ngàn công nhân. Chính phủ hôm thứ Năm cho biết là họ sẽ đưa ra dự luật trước Quốc hội trong vài tuần tới và sẽ xác định mức an toàn tối thiểu đối với cứu hỏa, cứu thương và đường sắt. Bộ trưởng Thương mại Grant Shapps cho biết là mặc dù chính phủ hy vọng thỏa thuận tự nguyện, trong phần lớn trường hợp, việc đưa ra mức an toàn tối thiểu sẽ đảm bảo đến cân bằng giữa những người muốn đình công và bảo vệ công chúng khỏi gián đoạn vô lý. Dự luật có thể mất nhiều tháng mới trở thành luật và ông Shapps cho rằng thời gian sẽ là vấn đề của Quốc hội. Thủ tướng Rishi Sunak đã đang bị áp lực lớn và giải quyết làn sóng đình công của công nhân, yêu cầu tăng lương trong nhiều khu vực quan trọng, từ y tế đến vận tải. Tăng lương không theo kịp lạm phát hai con số, mức cao nhất gần 40 năm qua, dẫn đến các cuộc đình công của y tá, nhân viên xe cứu thương, công nhân đường sắt và các lĩnh vực khác. Một số tài xế xe bus tại London đình công hôm thứ Năm, trong khi nhân viên đường sắt trên toàn quốc đình công gần như suốt tuần này. Chính phủ kêu gọi các nghiệp đoàn chấm dứt đình công, trong khi tổ chức đàm phán và lý luận tăng lương theo lạm phát sẽ chỉ làm giá cả tăng cao hơn. Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị an ninh trước khi Thủ tướng Kishida gặp Tổng thống Biden. Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị an ninh giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng ở Washington trước khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến thủ đô Hoa Kỳ tuần tới, kết thúc chuyến công du các nước nhóm G7 của ông, khi Tokyo mở rộng quân đội và đẩy mạnh liên minh với Hoa Kỳ, giữa lúc ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Cộng. Thứ Hai tới, ông Kishida sẽ bắt đầu chuyến thăm 6 nước đến Pháp, Ý, Anh, Canada trước cuộc họp ngày 13 tháng 1 với Tổng thống Biden. Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada và Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi sẽ đến Washington để dự hội nghị an ninh 2+2 với người tương nhiệm Lloyd Austin và Antony Blinken của Hoa Kỳ trong ngày thứ Tư tới. Trước cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước tại Tòa Bạch Ốc, hội nghị 2+2 sẽ tập trung vào chiến lược an ninh quốc gia mới của họ, được Nhật Bản công bố hồi giữa tháng 12 và Hoa Kỳ công bố hồi tháng 10, và cách hai đồng minh ứng phó các lo ngại an ninh như Trung Cộng, Bắc Hàn và Nga. Bộ trưởng Hamada cho hay hai bên sẽ bàn thảo củng cố răn đe và khả năng ứng phó của Liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ khi xem xét chiến lược mới của hai nước. Ông Hamada cho biết ông và ông Austin sẽ tổ chức một cuộc họp riêng trong ngày thứ Năm để thảo luận chi tiết cách Bộ Quốc phòng hai nước có thể mở rộng và tăng cường hợp tác. Nhật Bản hồi tháng 12 thông qua 3 tài liệu an ninh và chiến lược phòng thủ, xa rời lập trường chỉ tự vệ.
Theo chiến lược mới, Nhật Bản sẽ xây dựng khả năng phản công bằng hỏa tiễn hành trình tầm xa, có thể tấn công các mục tiêu tiềm năng ở Trung Cộng, tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong vòng 5 năm và đẩy mạnh phát triển vũ khí tối tân. Chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan làm Trung Cộng tức giận. Và một chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan hôm thứ Năm là chuyến đi được quân đội Hoa Kỳ gọi là hoạt động thường kỳ, nhưng làm Trung Cộng tức giận. Trong những năm gần đây thì chiến hạm Hoa Kỳ và thỉnh thoảng là chiến hạm từ các nước đồng minh như Anh Quốc, Canada đi qua eo biển Đài Loan đã khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh. Quân đội Hoa Kỳ cho biết là khu trục hạm John Hoon vừa đi qua eo biển Đài Loan. Chuyến đi thể hiện cam kết của Hoa Kỳ với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Phát ngôn viên Lưu Bằng Vũ của Đại sứ quán Trung Cộng tại Washington cho biết là Trung Cộng cực lực phản đối và kêu gọi Hoa Kỳ lập tức chấm dứt kích động rắc rối, đẩy căng thẳng leo thang, phá hoại hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông thuộc Giải phóng quân Trung Cộng cho biết là đơn vị này theo dõi chuyến đi của chiến hạm Hoa Kỳ và mọi di chuyển đều nằm trong tầm kiểm soát. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết chiến hạm đi theo hướng Bắc qua eo biển. Lực lượng Đài Loan theo dõi hành trình và không phát hiện điều gì bất thường. Eo biển Đài Loan thường xuyên là nguồn gốc gây nên căng thẳng quân sự kể từ khi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc chạy sang Đài Loan năm 1949, sau khi thua cuộc nội chiến trước quân Cộng sản. Hoa Kỳ không có liên hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng theo luật phải cung cấp cho hòn đảo phương tiện để tự vệ. Quy định nhập cảnh gia tăng khi Trung Cộng mở cửa lại. Thêm nhiều nước trên khắp thế giới bắt buộc hành khách từ Trung Cộng phải xét nghiệm COVID. Vài ngày trước khi Trung Cộng bỏ kiểm soát biên giới và mở ra sự háo hức đi lại đối với những người hầu như phải ở nhà trong 3 năm qua. Từ chủ nhật này, Trung Cộng sẽ chấm dứt quy định khách nhập cảnh phải cách ly. Diễn biến mới nhất của việc hủy bỏ chiến lược không COVID vốn bắt đầu từ tháng trước, theo sau làn sóng biểu tình lịch sử phản đối phong tỏa nghiêm ngặt. Nhưng sự thay đổi bất ngờ khiến nhiều người tiếp xúc với virus lần đầu tiên, dẫn đến làn sóng lây nhiễm làm quá tải một số bệnh viện, các nhà thuốc hết sạch thuốc và gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Hy Lạp, Đức và Thụy Điển hôm thứ Năm gia nhập hơn 12 quốc gia quy định xét nghiệm COVID đối với hành khách Hoa Lục, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO gọi dữ liệu chính thức của Trung Cộng là không phản ánh tình hình thực tế của đợt bùng phát. Giới chức và truyền thông nhà nước Trung Cộng dẫn lên giọng thách thức bên vực cách ứng phó đợt bùng phát, xem nhẹ tính trầm trọng của lây nhiễm tăng vọt và lên án các quy định nhập cảnh của ngoại quốc đối với hành khách từ Hoa Lục đến. Hoàn Cầu Thời báo trong bài xã luận hôm thứ Năm viết rằng bất kể Trung Cộng quyết định ứng phó với đại dịch COVID như thế nào, một số truyền thông và chính khách Tây Phương không bao giờ hài lòng. Ngành hàng không toàn cầu cũng chỉ trích quyết định bắt buộc xét nghiệm đối với hành khách từ Trung Cộng. Trung Cộng vẫn bắt buộc xét nghiệm trước chuyến đi đối với hành khách nhập cảnh Hoa Lục sau ngày 8 tháng 1. Chủ tịch Bắc Hàn tiết lộ con gái ám chỉ sự cai trị gia đình kéo dài. Cơ quan tình báo Nam Hàn hôm thứ Năm nói với các nhà lập pháp là việc chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un công bố con gái của ông trong những sự kiện công cộng gần đây có lẽ là một nỗ lực để người dân thấy rằng một trong những người con của ông một ngày kia sẽ là người thừa kế quyền lực của ông. Trong sự việc sẽ là cuộc chuyển giao quyền lực, cha truyền, con nối thứ ba của đất nước. Ông Kim công khai đưa con gái của mình đến 3 sự kiện trong vài tháng qua, gồm một khu phóng hỏa tiễn, một buổi chụp hình với các nhà khoa học gia vũ khí và tham quan một cơ sở hỏa tiễn. Truyền thông nhà nước gọi bé gái là người con yêu quý nhất của Chủ tịch Kim, dẫn đến tranh luận bên ngoài là về liệu có phải em đang được hướng dẫn để là người kế nhiệm của ông hay không. Mặc dù bé gái này chỉ mới khoảng từ 9 đến 10 tuổi, và trong cuộc họp kín của một ủy ban quốc hội, cơ quan tình báo quốc gia cho hay là bằng cách đưa con gái đến các địa điểm công cộng, thì ông Kim đang muốn cho người dân của Bắc Hàn thấy rằng quyết tâm tổ chức một cuộc chuyển giao quyền lực, cha truyền con nối khác. Ông Yoo Sang-bum là một nhà lập pháp tham dự cuộc họp, cho hay là nhưng cơ quan tình báo quốc gia thì cho rằng sự xuất hiện công khai của bé Jun-ae không nhất thiết có nghĩa là bé sẽ kế nhiệm ông Kim Jong-un trong tương lai. Theo truyền thông Nam Hàn cho hay thì ông Kim có 3 người con, sinh năm 2010, 2013 và 2017. Đứa con thứ nhất là con trai và đứa thứ ba là con gái. Trong đánh giá trước đó thì sau khi bé gái lần đầu tiên xuất hiện hồi tháng 11,
thì cơ quan tình báo quốc gia nhận định đây là đứa con thứ nhì của ông Kim. Em bé tên là Jun-ae và khoảng 10 tuổi. Ông Kim Jong-un là thế hệ thứ ba của gia đình mà liên tục cai trị Bắc Hàn kể từ khi lập quốc năm 1948. Ông thừa kế quyền lực từ người cha là ông Kim Jong-il và sau khi ông Kim Jong-il qua đời năm 2011. Ông Kim Jong-il lên nắm quyền khi cha của ông là ông Kim Il-sung từ trần năm 1994. Tổng thống Indonesia dự tính sắp xếp lại nội các trong vài ngày tới. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông có thể sắp xếp lại nội các trong vài ngày tới, khi một số nguồn tin chính trị cho rằng việc sắp xếp lại chính quyền là để hoàn tất các chương trình trước cuộc bầu cử chuẩn bị diễn ra năm 2024. Đồn đoán về sắp xếp lại nội các xuất hiện kể từ khi đảng Nasdem, một trong bảy đảng trong liên minh cầm quyền, công bố họ sẽ ủng hộ cựu thị trưởng Jakarta Ani Baswedan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Một chính khách được xem là đối thủ tiềm năng với người kế nhiệm của ông Widodo. Các thành viên đảng Dân Chủ Đấu Tranh PDIP của tổng thống kêu gọi ông cách chức các thành viên đảng Nasdem trong nội các. Khi được hỏi về cuộc sắp xếp lại sắp tới, ông Widodo, thường được gọi là Jokowi, xác nhận ông dự tính sắp xếp lại nội các. Trong chuyến thăm tỉnh Riau tối thứ Năm, ông nói rằng có thể là cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Ba nguồn tin từ liên minh của tổng thống và chính quyền cho hay ông Jokowi cân nhắc sắp xếp lại nội các trước khi ông mãn nhiệm năm 2024 để hoàn thành các chương trình và dự án còn lại. Theo các nguồn tin, ông Jokowi sẽ cách chức những bộ trưởng yếu kém. Họ không nói rõ các bộ trưởng nào có thể bị mất chức, nhưng bộ trưởng tài chính, bộ trưởng phụ trách đầu tư và năng lượng cùng bộ trưởng phụ trách doanh nghiệp quốc doanh có lẽ sẽ tiếp tục ở lại. Mexico bắt giữ con trai của trùm ma túy El Chapo dẫn đến làn sóng bạo lực. Lực lượng an ninh Mexico hôm thứ Năm bắt giữ thủ lĩnh băng ma túy Ovidio Guzman, là con trai của trùm ma túy Joaquin Guzman hay thường được gọi là El Chapo, dẫn đến làn sóng bạo lực trước chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong tuần tới. Bạo lực chủ yếu xảy ra tại thành phố Culiacán của tiểu bang Sinaloa, là căn cứ của băng ma túy quyền lực cùng tên mà ông El Chapo kiểm soát trước khi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ năm 2017. Thống đốc tiểu bang Ruben Rocha cho biết là 7 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng và 21 người bị thương cũng như 8 thường dân. Ông Rocha cho biết là tính đến nay sẽ ra 12 cuộc xung đột với lực lượng an ninh, 25 vụ cướp phá và 250 chiếc xe bị đốt cháy và sử dụng để chặn đường. Ông chưa bàn thảo việc gọi thêm tiếp vận từ quân đội hay vệ binh quốc gia. Một chiến dịch để bắt giữ Olivio năm 2019 bất thành, gây nên bẻ mặt cho chính quyền của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador sau cuộc vây bắt giữ mà gây ra làn sóng bạo lực, buộc nhà chức trách phải đóng cửa trường học và phi trường tại Culiacán. Lúc đó Olivio đã nhanh chóng được thả ra để chấm dứt sự trả thù bạo lực từ băng đảng ma túy của anh ta. Bộ trưởng Quốc phòng Luis Crescencio Sandoval xác nhận bắt giữ nghi phạm 32 tuổi hôm thứ Năm, nói rằng Ovidio đang bị giam giữ ở tại thành phố Mexico. Và những đoạn video trên mạng xã hội cho thấy xung đột ác liệt tại Culiacán. Phi trường của thành phố bị ảnh hưởng vì bạo lực và hãng Aeromexico thông báo là một phi cơ của hãng này đã bị trúng đạn trước chuyến bay đi thành phố Mexico. Không ai bị thương trong sự việc này. Trẻ em chào đón ba nhà đạo sĩ ở Madrid. Trẻ em hào hứng và gia đình các em đứng dọc theo một trong những đại lộ chính ở Madrid hôm thứ Năm để theo dõi cuộc diễn hành thường niên có ba nhà đạo sĩ. Đa số trẻ em Tây Ban Nha nhận quà Giáng sinh trong ngày 6 tháng 1, ngày khi các nhà đạo sĩ Melchior, Baltazar và Caspar được cho là mang theo vàng, nhũ hương và mộc dược đến viếng thăm Chúa Hai Đồng. Xung quanh là các vũ công, nhạc công và diễn viên. Ba nhà đạo sĩ diễn hành trên đại lộ trung tâm ở Madrid trên xe diễn hành ấn tượng. Một số trẻ em dùng dù để hứng được nhiều kẹo hơn. Bé Sofia nói rằng các nhà đạo sĩ cưỡi lạc đà không giống như ông già Noel. Cảnh sát cứu hỏa phát kẹo cho hàng trăm trẻ em trong đám đông, trong khi một số diễn viên bay bằng bong bóng. Cuộc diễn hành kết thúc tại quảng trường Cibeles sau khi hàng chục xe diễn hành đi ngang qua một trong những đại lộ chính ở Madrid. Và đó là kết thúc phần tin quốc tế. Và một lần nữa sau vài thông tin thương mại sẽ là phần tin Việt Nam.